Kính chào quý khán giả đang theo dõi tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, kinh doanh đa cấp và những hệ lụy của nó đã được nói đến nhiều. Nhưng tại sao ngày càng có nhiều người trẻ dấn vào khiến không ít gia đình lao đao? Mục tiêu điểm sáng nay có phóng sự đề cập. Và các nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay. Mưa lũ phức tạp chỉ 2 ngày, tỉnh Lào Cai thiệt hại 10 tỷ đồng. người tham gia nghi lễ thiêng liêng trên vùng biển đảo của Tổ quốc. Kinh doanh đa cấp biến tướng, nhiều người trẻ mất tích, rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Báo động tình trạng, người dân trồng cần sa lấy lá cho gà ăn. Đã có kết quả kiểm tra ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện. Bây giờ là nội dung chi tiết của tin tức Đông Tây. Thưa quý khán giả, mấy ngày qua tỉnh Lào Cai có mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường và gây lũ trên các con sông. Dự báo hình thái thời tiết gây mưa còn duy trì dẫn đến nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở các huyện vùng núi. Chỉ trong 2 ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại kinh tế cho tỉnh miền núi này ước tính trên 10 tỷ đồng. Theo quan trắc của ngành khí tượng thủy văn Lào Cai, tâm điểm mưa tập trung tại thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Lượng mưa đo được tại Bát Sát phổ biến ở mức 175mm. Tại các khu vực sạt lở, các ngầm tràn nguy hiểm, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng tại chỗ để triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, tổ chức sơ tán người và tài sản khi cần thiết. Trung Quốc thời gian này vẫn đang hứng chịu mưa lũ lịch sử kéo dài gần một tháng, khiến hàng triệu người dân điêu đứng. Phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp và cực đoan của thiên tai trên toàn thế giới, đặc biệt là trong năm nay. Ở nước ta, khi bước sang tháng 7, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ, thiên tai, do nửa cuối năm là thời điểm hoạt động của những hình thái cực đoan trên Biển Đông như áp thấp nhiệt đới và bão. Theo Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão năm nay đến trễ. Dù Biển Đông vừa đón bão số 1, nhưng bão số 2 khó có khả năng hình thành trong tháng 7. Đến tháng 8, xu hướng tần suất bão và áp thấp nhiệt đới tăng lên. Cơ quan chuyên môn nhận định, bão xuất hiện dồn dập vào cuối năm, đặc biệt là từ tháng 9 cho đến nửa đầu tháng 12. Hiện tượng lũ chồng lũ từng xảy ra ở Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão Wifa vào tháng 8 năm ngoái khiến cho 10 người chết. Cụ thể, theo dự báo, có từ 11 đến 13 cơn bão có khả năng hình thành trên Biển Đông trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 12, trong đó có 5 đến 6 cơn tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Khu vực từ Trung Bộ xuống phía Nam được dự báo là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gây hiện tượng lũ chồng lũ khi các đợt mưa lớn nối tiếp nhau. Mùa bão năm nay đến trễ nhưng sẽ dồn dập vào cuối năm. Những dự báo này đặt ra thách thức cho công tác phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại, khi đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong cả nước. Thưa quý khán giả, chiều qua ngày 4 tháng 7, trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra một nghi lễ đặc biệt và vô cùng thiêng liêng, biểu trưng cho tình yêu biển đảo của dân tộc và bao lớp người con đất Việt, đó là lễ thượng cờ Tổ quốc. Và đặc biệt hơn nữa khi có sự tham gia của 3.500 người. Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc được di chuyển từ chân núi lên cột cờ Thới Lới. Từng đoàn người xếp thành hàng dài ngay ngắn cùng nhau hát vang bài quốc ca trong không khí trang nghiêm rồi thực hiện nghi thức trải lá cờ Tổ quốc rộng đến 250m². Đây là một nghi thức lễ thiêng liêng trên vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, nơi đất đảo Lý Sơn từng chứng kiến bao lớp người con trong đội hùng binh Hoàng Sa anh dũng, can trường, dông thuyền ra Hoàng Sa Trường Sa cắm mốc, đo đạt hải trình, khẳng định chủ quyền biển đảo cha ông cách đây hàng trăm năm. Trước đó, ban tổ chức giải phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp Agribank tổ chức trao 200 tủ thuốc y tế cho ngư dân huyện Lý Sơn, giúp bà con tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện không tiếp cận được cơ sở y tế khi đang vươn khơi bám biển, đồng thời trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc, qua đó tuyên truyền góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việt Nam có đủ những bằng chứng lịch sử về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam cũng nỗ lực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,
tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây chính là điều được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Thưa quý khán giả, liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho rằng việc Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm thỏa thuận tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Mỹ sẽ sát cánh cùng những người bạn ở Đông Nam Á và phản đối những tuyên bố phi pháp của Trung Quốc. Bình luận này được đăng cùng bài chia sẻ thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Thông cáo viết thêm rằng hành động của Trung Quốc trái ngược với cam kết không quân sự hóa Biển Đông của họ, cũng như tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi tất cả quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được đảm bảo chủ quyền, không bị ép buộc, có thể theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế phù hợp với những quy tắc và chuẩn mực quốc tế được chấp thuận. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC. Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai. Ngoài việc kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, chính phủ đã tạo mọi điều kiện để ngư dân dẫn dương bờm thẳng tiến về vùng biển truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa đánh bắt hải sản. Nếu mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, thì mỗi ngư dân chính là một chiến sĩ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với định hướng phát triển ngành khai thác hải sản bền vững, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, truy quét các đối tượng khai thác hải sản theo kiểu tận diệt. Chính phủ đã xác định Đà Nẵng là một trong năm trung tâm nghề cá lớn của cả nước gắn với ngư trường Hoàng Sa. Ngoài công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, trong những năm gần đây, nhờ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, ngư dân Đà Nẵng đã có điều kiện nâng cấp, đóng mới nhiều tàu công suất lớn để vươn khơi. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có hơn 1.200 phương tiện khai thác hải sản các loại, trong đó có hơn 550 phương tiện có công suất từ 400 mã lực trở lên, nhiều gấp 2 lần so với năm 2015. Hầu hết các phương tiện này đều hoạt động xa bờ, tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa. Biên giới đất liền hay hải đảo đều có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, nhất là đối với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Sau quá trình điều tra về hành vi và tung tích của đối tượng, ngày hôm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán người qua biên giới, giải cứu một nạn nhân. Theo đó, ngày 29 tháng 6, tại khu vực khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, đồn biên phòng Mường Ải phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nạm Cắn, phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện bắt giữ đối tượng Cục Thị Tư, sinh năm 1993, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, vì có hành vi dụ dỗ một phụ nữ cư trú tại bản Na Nhu, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn nhằm đưa sang Trung Quốc bán. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận vào năm 2018, đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân bán sang Trung Quốc với giá 3 vạn nhân dân tệ, tức khoảng 100 triệu đồng. Ngày 3 tháng 7, đồn biên phòng Mường Ải đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tội phạm mua bán người núp bóng với nhiều hình thức đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Phổ biến nhất là cò mồi xuất cảnh trái phép để lao động thời vụ, sau đó là bán nạn nhân. Chính vì không nhận ra cái bẫy nên nhiều lao động ở các vùng khó khăn đã trở thành nạn nhân. Ngành chức năng vẫn đang tuyên truyền để người dân nhận diện được những quái chiêu của tội phạm mua bán người. Thưa quý vị, kinh doanh đa cấp không phải là hình thức mới, nhưng nó ngày càng biến tướng với các cách thức lừa đảo mới lạ, khó lường. Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, các quy định pháp luật về kinh doanh đa cấp đã được điều chỉnh theo hướng thắt chặt quản lý, nhưng bằng nhiều chiêu trò tinh vi, đánh vào lợi ích kinh tế, không ít người dân vẫn rơi vào bẫy kinh doanh đa cấp dẫn đến nợ nần. Tổng hợp của biên tập viên chương trình. Vụ việc nóng nhất được báo Thanh Niên phanh phui trong những ngày gần đây có tính chất biến tướng và nguy hiểm hơn. Đó là hàng loạt sinh viên mất tích mà không hiểu lý do. Theo ông L, cha của nữ sinh TTNL, 19 tuổi, quê Quảng Nam, nạn nhân mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện em tại làng Tăng Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Còn gái ông được đưa về nhà.
Khi về, em cũng không nói chuyện với ai, không chia sẻ bất cứ thông tin gì liên quan đến việc mình bỏ đi theo team khởi nghiệp 360. Cha nạn nhân cho biết, trước khi bỏ đi, gia đình đã chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản cho con để chứng minh tài chính đi du học. Sau khi tìm thấy em, kiểm tra trong tài khoản chỉ còn hơn 10 triệu đồng. Khi trở về, điện thoại, máy tính, xe máy cũng không còn. Còn nạn nhân tên H, sinh viên năm 2, bỏ học, trốn gia đình đi theo team khởi nghiệp 360 gần 2 năm, khẳng định đó là hành vi lừa đảo chuyên nghiệp, có tổ chức và rất thất đức. Hầu hết những người vào đường dây này đều trắng tay, thu nhập không đủ ăn. Chỉ có một số quản lý cao cấp thì mới có thu nhập. Vẻ ngoài sang trọng, đi xe sang của các quản lý để cho sinh viên tin, chứ thực chất họ không giàu có, thành công như lời họ nói. Đây chỉ là hai vụ việc điển hình. Trước đó có rất nhiều nạn nhân cũng đến trình báo cơ quan chức năng, song đâu lại vào đấy. Theo đại diện Sở Công Thương, đây là lứa tuổi vừa mới xa gia đình, đi học, rất dễ bị những đường dây hoạt động như team khởi nghiệp 360 đánh trúng tâm lý, dây tự đập, làm giàu nhanh chóng, rồi sập bẫy lừa đảo. Thế nhưng, khi dính sâu vào đường dây đa cấp biến tướng, các sinh viên thường bỏ học, không dám đối mặt với sự thật là đã lừa cha mẹ, bạn bè. Từ đó, các em lún sâu theo con đường đa cấp biến tướng, trá hình mà những người xếp trong đường dây đó vẽ nên, để rồi đánh mất cả tương lai. Trước việc xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là kinh doanh đa cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, thông báo về hành vi thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác. Theo đó, Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương rà soát, kịp thời tham mưu, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục. Bộ Tư pháp chỉ đạo các sở tư pháp các địa phương xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số. Kiếm tiền bằng công việc kinh doanh là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai, nhưng để làm giàu từ việc kinh doanh chân chính thì không hề dễ dàng. Vâng, đúng như vậy. Và như người phụ nữ này, câu chuyện khởi nghiệp của chị là một điển hình về sự vượt khó vươn lên. Giờ đây không chỉ giúp mình, chị còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động khác với cái nghề còn khá mới ở các vùng quê miền Tây. Nhận thấy nghề làm lông mi giả tương đối nhẹ nhàng, ai cũng có thể làm được, miễn là mắt sáng, không tốn nhiều thời gian đào tạo. Chị Lê Thị Mỹ Linh nghĩ ngay đến nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương nơi mình sinh sống, nên bắt đầu tìm kiếm đối tác và nhận hàng về làm. Phụ nữ thì cũng đông, mà công ăn việc làm thì cũng nhàn rỗi, cũng chả có gì làm. Thì sau khi thời gian nhàn rỗi thì các chị cũng đem ra để mà làm, nó không có mất nhiều thời gian của chị em lắm. Bắt tay vào làm với cả tâm huyết, nhưng lô hàng đầu tiên lại bị trả về do chưa đạt chuẩn, khiến chị dường như bỏ cuộc. Chính nhờ sự động viên từ gia đình, chị Linh tiếp tục học hỏi và dần hoàn thiện tay nghề của mình, cho ra đời nhiều sản phẩm chỉnh chu hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 200 lao động. Đối với một lao động lành nghề, nếu làm chăm chỉ, hàng tháng có thể kiếm được từ khoảng 4 triệu 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Thì mới vô làm đó, thì cũng khó lắm. Linh dạy tỉ mỉ thì cũng làm được, cũng hạ kiếm được trăm mấy. Các sản phẩm lông mi giả được làm tại cơ sở chủ yếu là sản phẩm thô. Sau khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đóng gói, in nhãn mác rồi mới xuất khẩu ra nước ngoài. Bình quân mỗi tháng cơ sở làm ra khoảng 120.000 đến 150.000 cặp lông mi giả, đa dạng về mẫu mã và giá thành. Chính việc tỉ mỉ ngay từ khâu kiểm duyệt nên sản phẩm của cơ sở xuất đi ít khi bị trả về. Chính nhờ việc tỉ mỉ ngay từ khâu kiểm duyệt nên sản phẩm của cơ sở xuất đi ít khi bị trả về như trước. Làm việc bằng chính cái tâm và đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu đã giúp cơ sở của chị Linh ngày càng tạo được lòng tin trong khách hàng và những cộng sự thân thiết.
Dạng sự khởi đầu nan, nhưng bằng ý chí vượt lên số phận, chị Linh có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ ở vùng quê mạnh dạn khởi nghiệp. Nội dung tiếp theo, tỉnh Gia Lai phát hiện ca bạch hầu đầu tiên, trong khi Hòa Bình ghi nhận ca bệnh Whitmore. Báo động tình trạng người dân trồng cần sa lấy lá cho gà ăn. Gặp gỡ người đàn ông có 35 năm làm rái cá trên sông. Thưa quý khán giả, diễn biến của dịch bệnh bạch hầu vẫn còn rất phức tạp. Hôm qua, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo nhanh kết quả điều tra ca nhiễm bệnh đầu tiên trên địa bàn. Đó là một bệnh nhi 4 tuổi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sau đó được chuyển đến bệnh viện nhi và các bác sĩ tại đây chẩn đoán bệnh nhân này mắc bệnh bạch hầu. Theo Sở Y tế Gia Lai, bệnh nhi này cùng mẹ có đến tỉnh Kon Tum, nơi đang có 22 ca nhiễm bạch hầu vào ngày 28 tháng 6. Trước đó, bé đã được tiêm vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uống chán, nên ngành y tế tỉnh Gia Lai chưa rõ bệnh nhân này có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân nào bị bạch hầu hay không. Trước tình hình này, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo tiếp tục theo dõi, điều trị, phòng ngừa các biến chứng nặng đối với bệnh nhân, đồng thời cách ly, khử khuẩn cho người nhà và nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân này. Thưa quý vị, cách đây khoảng một năm, khi một số địa phương công bố các ca bệnh Whitmore, một căn bệnh truyền nhiễm đã bị lãng quên mấy chục năm nay. Trên thực tế, vi khuẩn gây bệnh Whitmore không phải vi khuẩn ăn thịt người như nhiều người đồn đại. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, trong lúc đi làm ngoài đồng đã bị cọc tre nhọn ở bờ ruộng đâm vào bàn chân, vết thương sâu, rộng, sau đó nhiễm khuẩn và hoại tử. Người bệnh đã điều trị một tuần ở nhà bằng kháng sinh, nhưng bệnh tiến triển nặng hơn. Ngay khi bệnh nhân mới nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu để đảm bảo chức năng hô hấp, nâng huyết áp và các chỉ số sinh tồn khác. Đồng thời hội chẩn, thống nhất nghĩ nhiều đến suy đa tạng do bệnh Whitmore. Ngoài việc nhanh chóng lấy bệnh phẩm, nuôi cấy, tìm vi khuẩn, bệnh nhân được sử dụng kháng sinh, phối hợp, phổ rộng, trong đó có kháng sinh đặc trị Whitmore. Hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, nhưng các tạng suy đã có dấu hiệu cải thiện. Bệnh Whitmore do một loại vi khuẩn có trong đất và đường lây nhiễm chủ yếu do vùng da tổn thương tiếp xúc với đất nhiễm khuẩn hoặc là bệnh nhân hít phải các hạt bụi đất chứa vi khuẩn này. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa, tập trung từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Người có sẵn các bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, bệnh thận mãn tính, bệnh phổi mãn tính dễ bị mắc bệnh Whitmore. Thưa quý khán giả, tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết tất cả công dân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm sau khi các công dân này về địa điểm cách ly tập trung. Số người nhập cảnh tối ngày 3 tháng 7 là 291. Hôm qua, con số này tăng thêm 1 vì có một phụ nữ đã chuyển dạ sinh con. Tiêm ngừa được xác định là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa rất nhiều loại bệnh tật. Sự xuất hiện của các ca bệnh bạch hầu mới đây ở nước ta một lần nữa cho thấy hệ quả của việc không tiêm ngừa hoặc tiêm không đầy đủ. Đặc biệt, việc tiêm ngừa cho trẻ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Theo khảo sát, trong thực tế, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị bỏ sót mũi tiêm, tiêm không đủ liều, tiêm quá trễ, khiến giảm hiệu quả phòng bệnh. Thậm chí có nhiều trẻ không được tiêm, nhất là trào lưu tẩy chay tiêm ngừa anti-vaccine trong vài năm gần đây. Tỷ lệ tiêm chủng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đạt trên 90%. Tuy nhiên, công tác tiêm chủng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc quản lý đối tượng tiêm chủng, đặc biệt là những gia đình nhập cư. Trong thời điểm nhiều loại dịch bệnh bùng phát, việc tiêm ngừa đầy đủ để phòng bệnh càng cấp thiết. Liên tiếp thời gian gần đây, hàng chục vụ trồng cây cần sa xen lẫn đất rẫy tại khu vực Tây Nguyên đã bị phát hiện. Điều đáng nói, nhiều vụ việc là do bà con cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng lạ mặt, thậm chí còn không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Một vụ trồng cây cần sa lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa bị phát hiện. Gần 540 cây cần sa, cao khoảng từ 40cm đến 3m,
được trồng xen lẫn trong rẫy cà phê rộng hơn 1 hecta của Bùi Trung Kiên. Bước đầu Kiên khai nhận, một người làm thuê không rõ địa họ tên, lai lịch cho biết cho anh một số hạt giống để trồng. Cách đó không xa, tại khu vực rẫy của mình, bà Bùi Thị Loan trồng hơn 440 cây cần sa, còn khu rẫy của em trai bà trồng 139 cây cần sa. Tất cả các vụ việc này đều diễn ra trong tháng 5, tháng 6. Trồng cần sa để lấy lá cho gà ăn là lý do mà hầu hết các đối tượng khai nhận. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, hàng chục vụ trồng, sản xuất và tiêu thụ cây cần sa trái phép đã bị phát hiện. Lực lượng chức năng địa phương đã nhổ, tiêu hủy hơn 7.500 cây cần sa tươi, 1.600 bịch ươm giống và hàng chục ký cần sa khô. Khởi tố, điều tra hàng chục đối tượng về tội trồng cây thuốc viện, cây coca, cây cần sa hoặc bán các loại cây khác có chứa chất ma túy. Hành vi trồng cây cần sa, dù phục vụ cho mục đích nào cũng là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Chính vì vậy, người dân tránh xa loại cây trồng này, không lén lút trồng trong vườn, trong rẫy nhà mình, không nghe theo lời xúi giục về hiệu quả của việc trồng loại cây này. Trong khi đó, tình trạng tiêu thụ chất ma túy vẫn tiếp tục diễn biến nhức nhối, gây mất an ninh trật tự xã hội. Công an tỉnh Quảng Bình mới đây phát hiện bắt quả tang một nhóm nam nữ gồm 20 người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng karaoke Thiên Đường 2 ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật dùng để sử dụng các chất ma túy. Kiểm tra nhanh đã phát hiện 18 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cùng thời gian này, một nhóm gồm 8 nam thanh nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke O2 ở thôn Cù Tu, xã Xuân Túc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã bị tổ công tác của công an huyện Ân Thi phát hiện bắt quả tang. Qua kiểm tra tại phòng hát, tổ công tác thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, một túi ni lông bên trong có bám dính chất dạng bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng ketamin, một túi ni lông bên trong có chứa chất dạng bột và cục màu nâu nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Qua test nhanh, cả 8 người đều có kết quả dương tính với ma túy. Thưa quý khán giả, có câu nói, đời người ai cũng có những lần vấp ngã. Sai lầm quan trọng là không tìm cách đứng lên sau những lần sai lầm vấp ngã đó, như chàng trai này đây. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Võ Bình Định, nhưng ít ai ngờ rằng con đường võ thuật của anh lại không hề bằng phẳng. Từng cãi lời gia đình khi bỏ trắng bài thi đại học vì muốn theo đuổi võ thuật, và khi thành võ sĩ rồi, anh lại bỏ sàn đấu, đi làm bảo vệ và vùi đầu trong bia rượu. Vậy thì anh đứng lên bằng cách nào? Người võ sĩ Bình Định cho rằng anh nhờ vợ mà vẫn giữ được niềm đam mê võ thuật. Dẫu rằng sau đó cũng có không ít những thăng trầm. Câu chuyện về chàng võ sĩ này sẽ có trong phóng sự sau. Nguyễn Kế Nhân sinh ra trên một vùng đất là cái nôi của nền võ thuật nước nhà. Anh bắt đầu bén duyên với võ thuật từ những năm học cấp 2. Thế nhưng sang đến cấp 3, người cha của anh từng trải nghiệp võ, biết nó đánh đổi nhiều đau đớn nên muốn hướng nghiệp cho anh theo một nghề nghiệp ổn định hơn. Trải qua kỳ thi đại học, trong tâm hồn người học trò vẫn thôi thúc theo con đường võ thuật. Được gia đình chấp thuận, tại thành phố Hồ Chí Minh, anh bắt đầu lại với võ cổ truyền. Qua thăng trầm lại chuyển sang boxing, rồi lại kickboxing, một bộ môn còn khá mới. Thế nhưng lần nữa, con đường đi không bằng phẳng, kickboxing không có chỗ đứng, khiến anh phải quay về Bình Dương chuyển sang Muay Thái. Năm 2013, khi Nhân thi đấu Muay Thái thành công và ý ước muốn mình quay lại được thi đấu, được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhưng mà nói chung vì những yếu tố khách quan, nên mình cái những điều mình muốn nó không trở thành hiện thực. Rồi những cảm giác là chán, nhưng liên tục bị sa sút thành tích, cảm giác mình bị lạc lõng lắm. Xin làm bảo vệ quán nhậu là con đường tưởng chừng như đã chấm dứt đam mê võ thuật, sau đó lại chuyển sang kinh doanh. Những lạc lõng trong môi trường mới, khát vọng muốn thi đấu lại trỗi dậy và thôi thúc anh trở về đam mê của mình. Võ thuật chính là cuộc sống của chàng trai xứ võ Bình Định. Mình đang ở cái cảm giác mình đang ở một cái vực sâu rồi đó, mà chỉ có vợ Nhân thôi. Nói lúc đó là vợ Nhân, một người bên cạnh Nhân á, và hoàn toàn cảm giác là không có chủ, không có đá động gì cái chuyện mà Nhân đại sai trước kia. Hiểu được Nhân là biết Nhân cảm giác muốn về quê trường đại, không sống đam mơ, đang chán cái cuộc sống hiện tại. Và bắt đầu vợ Nhân tự chủ động liên lạc ở đội tuyển cũng như là câu lạc bộ SC
để cho Nhân một cơ hội để quay lại. Cơ hội chỉ đến một lần và cần phải chớp lấy. Năm 2018, Kế Nhân là võ sĩ Việt Nam đầu tiên tranh đài WBC Muay Thái thế giới. Dự định sắp tới, anh muốn thi đấu tới năm 35 tuổi. Hiện tại anh muốn có những đấu trường lớn hơn phạm vi trong nước. Dù sau này có làm bất cứ việc gì đi nữa, thì anh vẫn muốn sống trong môi trường võ thuật. Con đường võ thuật đầy thăng trầm đã trui rèn cho anh một trái tim đam mê với nghề, mong muốn đào tạo thế hệ đàn em để không phải trải qua những chông gai mất nhiều thời gian như mình. Từ một cậu bé của vùng quê, Nguyễn Kế Nhân đã bước qua chặng đường dài để vươn tới đỉnh cao của võ thuật. Và khi nhắc đến Kế Nhân, cộng đồng võ thuật luôn gọi anh với biệt danh có phần nể thục, tượng đài Muay Thái. Ai cũng có ước mơ và hoài bão. Với võ sĩ trẻ tuổi này đã có nhiều ngã rẽ, nhiều cấm cản, nhưng anh vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình. Đây cũng là thông điệp cảm hứng tích cực dành cho những ai luôn có niềm đam mê. Thưa quý khán giả, mặc dù đã được đầu tư nâng cấp, nhưng thời gian gần đây, tuyến đường tỉnh 848 đoạn qua thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều điểm bắt đầu xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo đó, cây cầu này xuất hiện nhiều ổ gà trên mặt cầu rất nguy hiểm cho người lưu thông. Ở lối dành riêng cho người đi bộ hướng từ phường Tân Quy Đông qua phường An Hòa đang xuất hiện một hố sâu có chiều dài khoảng 90cm, rộng khoảng 30cm, rất nguy hiểm nếu không may lọt chân vào hố vào ban đêm. Riêng tại khu vực gần vòng xoay giao với đường Nguyễn Sinh Sắc cũng xuất hiện nhiều ổ gà, mưa xuống đọng nước tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường. Thưa quý khán giả, tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có một bồn binh đặt tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 26. Do bồn binh có mặt bằng quá rộng, lại được lắp đặt nhiều cụm tiểu bồn binh liên hoàn, khiến các phương tiện không biết phải chạy hướng nào, tạo nên cảnh tượng giao thông hỗn loạn. Ghi nhận thời gian qua, tại đây rất nhiều phương tiện chạy ngược chiều với mũi tên chỉ của bồn binh, vì người dân cũng không biết phải chạy hướng nào cho đúng. Nguy hiểm hơn, nếu chạy theo mũi tên chỉ của bồn binh, người tham gia giao thông phải chạy cắt mặt các phương tiện lưu thông dày đặc trên quốc lộ 1A để qua đường. Điểm dừng chân ngắm cảnh nằm trên tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh đoạn qua đèo Cù Hinh. Nơi đây nằm trên vên giữa các vách núi thẳng đứng cao hàng trăm mét, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Trong khi nhiều du khách liên tục leo qua dải lan can phòng hộ ra đứng ngay sát các mép vực để chụp ảnh. Thậm chí để có những góc máy mới lạ, có người đứng chỉ cách mép vực một vài bước chân gây thót tim cho những ai trông thấy. Tại các ngã ba, ngã tư luôn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chiều tối ngày 4 tháng 7 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một xe bồn đang lưu thông đến ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với hẻm 453 thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T quê ở Hà Tĩnh điều khiển. Sau va chạm, anh T ngã xuống đường bị bánh xe bồn cán qua người tử vong. Vụ tai nạn thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem. Theo người nhà anh T thì nạn nhân đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn đau lòng. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì những vụ đua xe trái phép chính là cái bẫy chết người. Sau thời gian mật phục, mới đây công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 16 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 cho đến 19 tuổi đang tụ tập chuẩn bị chạy xe mô tô tốc độ cao, nẹt bô, biểu diễn gây mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15 mô tô phân khối lớn. Qua thử nhanh, có 2 đối tượng dương tính với ma túy. Công an đang lập biên bản xử lý đối với từng đối tượng có liên quan. Thưa quý khán giả, đã có rất nhiều câu chuyện về những con người cả cuộc đời gắn bó với chiếc thuyền, chiếc ghe mà mọi người vẫn hay gọi là rái cá. Có khi đến cuối đời, họ vẫn chưa thể rời xa mặt sông, bởi nơi đây đã là chốn gắn bó máu thịt, mà cũng phần vì đời sống ngư nghiệp còm cõi, không đủ giúp họ thuê trọ để bước lên bờ. Vâng ạ, con người đàn ông trong phóng sự sau đây thì có phần khác biệt hơn chút, bởi đó còn là nhiệm vụ. Trung tá Đào Quốc Trung được đồng nghiệp, người dân đặt cho biệt danh là rái cá bởi nhiệm vụ của anh gắn với nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên sông nước. Cứu người trong những vụ tai nạn, tìm thi thể những nạn nhân hay ngập lặn dưới những dòng kênh đen nghịch
để tìm vật chứng trong những vụ án khi có yêu cầu là công việc của vị trung tá này. Ngày xưa thì nói chung là cũng là một trong những chiến sĩ trẻ, rồi thấy cái nghề này thì bây giờ mà mình phải gia nhập vô cái đội này thôi. Tại vì nó cũng rất là thiếu người. Rồi dần dần lớn dần cái sự đam mê cho tới bây giờ luôn. Công việc cứu nạn cứu hộ không hề đơn giản. Bản thân người lính ngoài giỏi nghề còn phải có tinh thần thép mới trụ nổi với nghề. Với thâm niên 35 năm làm công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đến nay trung tá Đào Quốc Trung là trụ cột và là người thầy không thể thiếu trong công tác cứu nạn cứu hộ. Đôi lúc anh còn làm chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ trong những lúc giải cứu những người có ý định tự tử. Đạt lại tất cả những cái gì về cái công tác cứu nạn cứu hộ và những cái gì nguy hiểm nhất là mình cũng truyền đạt lại cho các em. Xong ngồi những nhà cao tầng rồi cứu người trong đám cháy như thế nào thế nào. Dù những ngày đầu còn bỡ ngỡ với công việc cứu nạn cứu hộ, nhưng với sự hướng dẫn của trung tá Đào Quốc Trung, nhiều chiến sĩ đã hiểu hơn về công việc này và ít nhiều cũng học được từ anh những kinh nghiệm sâu sắc trong nghề. Dẫu biết rằng mỗi nhiệm vụ có thể đánh đổi bằng cả tính mạng, anh Trung chấp nhận sinh nghề tử nghiệp bởi tình yêu đối với nghề. Thậm chí anh đã từng giấu gia đình một thời gian dài để thực hiện đam mê. Mình giấu cái gia đình thôi, chứ ngoài giấu xã hội thì mình không giấu được rồi. Xã hội thì nhiều người ta biết. Nói chung là khi mà họ biết rồi thì cũng dễ hết. Công việc của anh là làm như vậy, vậy là nói chung là từ thiện rồi này nọ. Lúc đầu thì cũng giận thì nói chung là cũng mũi lòng cũng giận, nói là tại sao mà phải làm nghề vậy. Sau bao năm gắn bó với nghề, đến nay cũng đã gần độ tuổi về hưu. Điều làm trung tá Đào Quốc Trung mong mỏi nhất vẫn là dành hết tâm huyết truyền lại những kinh nghiệm có được cho các cán bộ, chiến sĩ để mọi người có thêm tình yêu với nghề. Trong phần tin tiếp theo, tin tức Đông Tây tiếp tục với các thông tin nổi bật đã có kết quả kiểm tra ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện. Lô giải thiệu xuất sang Nhật Bản bằng đường biển đã cập bến. Du lịch đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển sau mùa dịch Covid-19. Vẫn có trộm giữa ban ngày, chớ để tài sản hứa hên. Thưa quý khán giả, container giải thiều tươi đi bằng đường biển có trọng lượng 4 tấn xuất phát từ cảng Hải Phòng ngày 22 tháng 6. Theo kế hoạch sẽ cập cảng Nhật Bản trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên vì lý do khách quan nên sáng qua tàu mới tới nơi. Mặc dù bị chậm so với kế hoạch ban đầu gần 10 ngày, nhưng lô giải thiều tươi Việt Nam đầu tiên xuất sang Nhật Bản bằng đường biển đã chính thức cập bến và vẫn giữ được mẫu mã tốt. Container giải thiều Việt Nam đầu tiên xuất khẩu vào Nhật Bản bằng đường biển đã hoàn tất thủ tục thông quan. Giải thiều được kiểm tra, vẫn đạt tiêu chuẩn, giữ được màu sắc tươi ngon. Lô hàng giải thiều xuất khẩu Nhật Bản bằng đường biển gồm 2 container, thì hiện tại đã có 1 container được thông quan, mở hàng thành công. Container còn lại với khoảng gần 4 tấn đang chờ hoàn tất các thủ tục thông quan để doanh nghiệp đưa hàng vào thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch ban đầu, lô hàng đầu tiên xuất khẩu theo đường biển chỉ có 7 ngày đi biển và 2 ngày vận chuyển lưu kho. Nhưng thực tế, chuyến hàng đã bị trễ thành 16 ngày. Việc trái giải sau 16 ngày, màu sắc vẫn giữ được độ tươi ngon là thành công lớn. Mở ra hướng xuất khẩu giải thiều tươi với số lượng lớn từ Việt Nam đi Nhật Bản trong những mùa tới. Việc xuất khẩu thành công trái giải thiều sang Nhật Bản trong bối cảnh vô cùng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là thành công lớn của mùa giải năm nay. Khi đến thời điểm hiện tại, cơ bản lượng giải thiều của hai vùng giải lớn ở tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã được tiêu thụ, chưa có hiện tượng thừa ế, ùn ứ như lo ngại lúc ban đầu. Thưa quý khán giả, tuy cua biển có thể được nuôi ở nhiều địa phương ở miền Tây Nam Bộ, nhưng cua biển vùng Cà Mau được xem là cua ngon nhất, thực khách ưa chuộng nhất bởi chất lượng thịt thơm ngon. Hiện tại thì nông dân Cà Mau rất phấn khởi vì giá cua biển tăng khoảng 50.000 đồng một ký sau thời gian giảm liên tục do dịch Covid-19.
Cà Mau có hơn 300.000 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi cua kết hợp với nuôi tôm, nuôi cua thăm canh và bán thăm canh đã chiếm gần 250.000 hecta. Các huyện như Nam Căn, Nam Căn, Ngọc Hiển, Cái Nước, Đầm Dơi là những địa phương có diện tích cũng như sản lượng cua thương phẩm lớn nhất tỉnh. Hiện cua gạch được thương lái thu mua với giá 500.000 đồng một ký, cua y loại 1 giá 300.000 đồng một ký, cua y tứ dưới 300 gram một con giá 180.000 đồng một ký. Trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có lúc thương lái ngưng thu mua cua thương phẩm do thị trường truyền thống Trung Quốc bị đóng băng. Từ đó khiến cho nhiều hộ nuôi cua ở vùng đất cực nam của Tổ quốc đứng ngồi không yên. Thời gian gần đây, giá cua biển tăng trở lại do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước được kiểm soát, việc giao thương trở lại bình thường. Thưa quý khán giả, tiếp tục thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng điện trong những tháng vừa qua. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thành lập liên đoàn kiểm tra, rà soát những phản ánh của khách hàng sử dụng điện có chỉ số tăng thêm từ 30% trở lên tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận bước đầu tại một số địa phương ở khu vực miền Trung cho thấy các chỉ số đo lường và hóa đơn tiền điện chưa phát hiện sai sót. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn kiểm tra chọn ngẫu nhiên 3 trường hợp trên 650 khách hàng có phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến để xác minh. Kết quả sơ bộ cho thấy đã thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật của ngành điện, quy định về đo lường. Về việc ghi chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết khiếu nại khách hàng, đa số khách hàng đồng thuận với những số liệu thuyết phục từ chỉ số công tơ, lịch sử sử dụng điện. Hiện thời tiết đang vào mùa cao điểm nắng nóng, việc sử dụng điện năng sẽ tăng mạnh. EVN đã chỉ đạo cho Tổng Công ty Điện lực các khu vực thực hiện nghiêm túc việc ghi chỉ số, gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện theo mẫu mới gửi cho khách hàng. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa ngành điện, thay thế lắp đặt công tơ điện tử, đo đếm điện từ xa, thực hiện phúc tra những trường hợp khách hàng sử dụng điện tăng 1,3 lần trở lên so với tiền điện tháng trước, kiên quyết không để xảy ra việc ghi chỉ số nhầm lẫn như những trường hợp vừa qua. Tổng Công ty Điện lực đang chỉ đạo các công ty con ở các địa phương chấn chỉnh lại quy trình ghi chỉ số và cách tính hóa đơn tiền điện theo phản ánh của khách hàng. Chính phủ vừa qua cũng đã có những chỉ đạo đối với Bộ Công Thương xác minh làm rõ những bức xúc của người dân liên quan đến việc sử dụng điện. Thưa quý khán giả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết quận này sẽ tổ chức phố đi bộ ẩm thực đêm trước khu vực chợ Nguyễn Tri Phương. Mục đích là nhằm xây dựng khu phố ẩm thực, mua sắm, đi bộ, đồng thời tạo nơi buôn bán sạch đẹp, văn minh, an toàn thực phẩm, không gian thư giãn, giải trí dành cho người dân và du khách, qua đó tạo điểm nhấn, điểm đến về văn hóa và du lịch của quận. Dự kiến phố đi bộ ẩm thực đêm tổ chức vận hành vào tháng 9 tới với nguồn vốn xã hội hóa, sẽ có 48 gian hàng hoạt động từ 18 đến 23 giờ hàng ngày. Phố đi bộ ẩm thực về đêm nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, không bắt nháo, đồng thời phải đảm bảo về an toàn thực phẩm. Do đó, phố đi bộ ẩm thực này chỉ kinh doanh các mặt hàng thức ăn nhanh, giải khát, sản phẩm quà lưu niệm, đồ thủ công, quần áo. Đây là mô hình rất mới, không kinh doanh thức uống có cồn và thực phẩm tươi sống. Thưa quý khán giả, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tác động đến cuộc sống người dân, nhưng trong những tháng cuối năm này, đồng bằng sông Cửu Long được nhận định là vẫn là một thị trường du lịch đầy tiềm năng. Tại buổi hội thảo kết nối du lịch đồng bằng sông Cửu Long vừa được tổ chức mới đây ở thành phố Cần Thơ, nhiều đại biểu cho rằng du lịch trong tháng 7 này và đợt du lịch hè sẽ có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mối liên kết này sẽ thiếu sự sôi động nếu không có sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, thị trường du lịch quốc tế chưa thể phục hồi, thị trường du lịch nội địa trong nước cần được quan tâm. Trong đó, hoạt động kích cầu kết nối du lịch đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm sớm phục hồi ngành du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long sau dịch bệnh. Thành phố Cần Thơ đã và đang thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển du lịch, tập trung phát triển loại hình du lịch, hội nghị, hội thảo và du lịch đường sông. Theo đó, các sản phẩm du lịch mới như du thuyền Victory Mekong chạy tuyến Cần Thơ Châu Đốc, du lịch cộng đồng Cồn Sơn với nhiều sản phẩm mới cung cấp cho du khách nhiều dịch vụ trải nghiệm, tàu cao tốc tuyến Cần Thơ Côn Đảo trong tháng 7 và nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn sẽ thúc đẩy du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển trong mối liên kết vùng và với thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, được xác định là một trong 7 vùng du lịch của cả nước. Sản phẩm du lịch phong phú đa dạng, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái sông nước đô thị, du lịch hội nghị hội thảo, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Tuy đang trên đà tăng trưởng tốt, trở thành một điểm đến hấp dẫn du lịch, đồng bằng sông Cửu Long vẫn có những hạn chế như sự lặp lại đến mức nhàm chán của một số tour tuyến điểm, khả năng truyền thông kém, cũng như sự thiếu hụt nhân lực có chất lượng, trình độ để phục vụ trong tour đặc thù. Vì vậy, sự cần thiết tìm ra những tuyến điểm mới, cung đường mới cũng như cách thức kết nối văn hóa bản địa và du lịch. Từ camera hành trình ghi lại được tại Thanh Hóa cho thấy, đôi vợ chồng chở nhau trên một chiếc xe máy. Thấy người vợ ngồi sau làm trớ kính, người chồng dừng xe đột ngột giữa đường để nhặt. Vì xe máy dừng bất ngờ khiến hàng loạt ô tô phía sau phải thắng gấp, suýt chút nữa thì đã va chạm với xe máy của hai vợ chồng. Dù không xảy ra sự cố, thế nhưng tình huống không chỉ khiến tài xế ô tô mà cả người xem thót tim, bởi một vụ tai nạn liên quan là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu tài xế đi sau không tỉnh táo và thắng kịp thời. Tất cả chỉ vì cái kính trời. Còn bây giờ là một vụ trộm ngay giữa ban ngày. Cụ thể, nam thanh niên đi ngang qua phát hiện chiếc máy cắt sắt giá khoảng 6 triệu đồng đang để hở hên. Người này quay xe tiến sát đến mục tiêu rồi giả vờ dựng xe ngồi chờ đợi. Sau một hồi lắm lét nhìn trước ngó sau chờ thời cơ thích hợp, anh ta cúi người nhấc chiếc máy cắt sắt vào lòng rồi phóng xe chạy mất. Người phụ nữ phát hiện mất đồ, vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Hành động xấu xí của nam thanh niên khiến người xem không khỏi bất ngờ và bất bình, rồi chỉ biết lắc đầu nhắc nhau. Bất cứ cái gì để hớ hên cũng dễ trở thành mục tiêu cho kẻ xấu. Bà con cô bác nên chú ý. Tiếp theo, giữa con phố đông đúc, người đàn ông đi xe máy thấy tờ tiền rơi liền dừng xe nhặt. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đang tập thể dục giang hồ cũng chạy ra tranh giành. Hai bên đôi co một hồi, mặc cho chiếc xe đằng sau phải dừng chờ. Cuối cùng, người đàn ông tập thể dục đành chịu thua. Được biết tờ tiền rơi chỉ có mệnh giá 20.000 đồng, vậy nên hành xử của hai người đàn ông khiến nhiều người ngao ngán. Còn đây là hình ảnh được ghi lại trên một con phố khá tấp nập. Chiếc xe ba gác chở hai hàng rào sắt dài, ngang nhiên di chuyển. Độ dài của hàng rào bên trái thậm chí còn gấp 3 lần chiều dài của chiếc xe. Đáng chú ý là hàng rào sắt này có rất nhiều đầu nhọn xếp sát nhau và đâm lên tua tủa. Không những thế, lái xe không bịt hay bọc các đầu nhọn và chằn buộc hàng rào khá sơ sài. Khỏi phải nói, cảnh tượng khiến nhiều người sợ hãi, bức xúc ra sao, bởi chở đồ cồng kềnh, sắc nhọn không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn có khả năng gây sát thương cho người khác. Hẳn những ai làm cha làm mẹ sẽ hiểu được cảm giác của ông bố trong ảnh này đây. Số là người cha này lần đầu đưa con gái đi học. Khi bé vào trong, lớp đóng cửa, anh vẫn cố nán lại để xem con có khóc không, có ngồi ngoan và chơi cùng các bạn không. Để nhìn vào trong, ông bố không ngại quỳ trước cửa, thậm chí nằm dài ra sàn để ghé mắt nhìn qua khe cửa. Nhìn cảnh tượng này, ai nấy vừa tội vừa buồn cười. Đúng là chẳng ai thương con bằng cha mẹ, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng có lúc bồn chồn vì lo lắng cho con cái. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.